bổ cho sức khỏe mỗi ngày. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Thành tựu mới từ sữa cô gái Hà Lan 123 và 456. Công thức Titireso với tyrosine và tryptophan giúp trẻ tiếp thu nhanh và xử lý thông tin tối ưu. Titireso cho trẻ khả năng học hỏi hiệu quả. Vui học tối ưu, tiếp thu hiệu quả. Mua sữa cô gái Hà Lan 123 và 456 để đổi quà cho bé. Sách điện tử thông thái, bổ sung tập phát triển kiến thức và bếp từ thân thiện cho mẹ, hãy giúp bé học hỏi hiệu quả hơn. Chương trình quay số may mắn thay cho lời cảm ơn của Mobifone. 3 giải đặc biệt, mỗi giải một ô tô Mercedes-Benz E200K 2007. 6 giải nhất, mỗi giải 1 năm sử dụng di động. 9 giải nhì, mỗi giải 6 tháng sử dụng di động. Và hàng nghìn giải khuyến khích. Mobifone, mọi lúc, mọi nơi.